Hello và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người ở trong video này. Khởi đầu trận đấu thì mình đang có chuyến thu ngoại binh ở đây. Một trận đấu mà có 3 ngoại binh từ sớm thì cũng khá là thú vị đó mọi người. Ở trong trận đấu này thì khởi đầu bằng một lõi khủng long hóa mọi người. Là một cái lõi công nghệ mà giúp cho mình có một cái lượng máu nhiều để có thể cho anh em xem một chuỗi thua dài nhất có thể á. Bây giờ thì mới thua được có khoảng tầm 2 trận thôi, nhưng mà trong hũ thì chắc được một trận mọi người ạ. Bởi vì mình vẫn chưa có ngoại binh từ lúc ra 2.1 ấy, mới có thôi và mình đang mới chưa chịu thua. Vậy nên là game này thì chỉ cần thua khoảng 13 trận thì mình sẽ có 12 trận trong hòm mọi người nhá. Mọi người xem video ủng hộ cho mình và đăng ký kênh và một like video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và có ý kiến góp ý gì hãy comment ở dưới nhá. Mình sẽ có hoàn thiện ý tưởng vào cho anh em xem. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ba ngoại binh, hai đấu sĩ, hai xạ thủ. Lõi công nghệ tiếp theo là hy vọng sẽ một quả công nghệ là nhỏ như có võ mọi người nhá. Nếu mà có thêm quả nhỏ có võ đúng là tuyệt phẩm luôn. Đúng perfect mọi người ạ. Một bắn, trời ơi, trâu thế. Không chết nổi con Burpee luôn. Gì đây, lõi xấu quá. Thôi lấy tạm nhà máy tái chế vậy. Thì nếu mà lấy mình lấy lõi công nghệ nhà máy tái chế mọi người, thì mình chỉ đơn giản là mình sẽ lắp đồ tạm á, xíu mình bỏ đồ ra đẹp. Nhưng mình sẽ lấy con lõi công nghệ này. Ba ngoại binh, hai đấu sĩ, hai xạ thủ. Hold tight, can't make calls, collide.
Corki, Zig, Lulu, Bobby. Gì đây? Ủa ôi, Bobby Gna này. Đội hình này cũng khá là khét đây. Đợt trước mình hay gặp chơi ở sơ BB hay gặp đội hình đó chính là kiểu Lulu cầm ba cái dây chuyền trọng tội mọi người. Hồi máu. Ủa trời, Bobby ơi, sao mình làm quả chất lượng vậy? Bobby ra đỡ quả của Caitlyn khá là gắt nha anh em ơi. Đây, có Nico không? Không có Nico rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục chơi thua của mình. Mới có 7 trận thôi, đang còn quá sớm, máu nó còn rất là nhiều. Shinra, Brain. Bây giờ mình đang gấp đồ hình khỏe một chút rồi, nhưng mình vẫn chưa lắp đồ rồi nhá. Chưa lắp đồ, không nên lắp đồ vội. Bắn. Ây da. Ây da. Cái lõi này nếu mà kiểu mình có đồ lẻ trong mà mình cứ lắp vào thì sẽ không thể bán đồ lẻ để mà lắp được mọi người nhá. We'll be right back.
Nào. Ôi, hay nhỉ, sức sống mới à. Ôi, hai cái lên bắn ngu quá, hai cái lên bắn một chỗ nên thì hỏng rồi. 42 máu, 9 trận thua. Game mình phải thua 13 trận thì mới đủ combo 12 trận được mọi người ạ. Mình sẽ phải thua 13 trận mọi người nhá. 9 trận 42 máu. Như đây, một trong mình thằng gần tấn công mà 2 vàng, 12 máu hay sao? 12 máu cũng đang chơi giữa thua, 4 trận mà vẫn thua tiếp à? Chim Dam 2 sao, Wick Fortune 2 sao, Yaoli, Warwick. Nhìn chắc mình sẽ thua thôi, mình sẽ thua mọi người ạ. Ok, hôm nay đã cho vô để có thể làm một chuỗi thắng rồi. Mình sẽ lắp đồ luôn mọi người ơi. Gì đây? Ây da, pháp sư à? Ông này nhìn đội hình yếu vậy mà sao top 1 vậy ta? Ôi vãi nồi, top 1 nhìn ảo này. Top 1 ảo lòi vậy, vãi cả lồi top 1 à? Ba, tôi nhìn ảo lòi quá, ảo không chịu được mọi người ạ. Lấy Jerry đi, tưởng thua hơn nhưng mà thua được có 9 trận mọi người ạ, 8 trận thôi, hơi chán. Không có một cái Nicole luôn. Ôi vãi là cái chú thua của tôi. Một chú thêm một cái chú thua mà mình chưa bao giờ thấy luôn đấy mọi người. Quá tồi tệ. Trang bị bây giờ thì hơi khó để lắp đồ nhỉ. Này sao sao cho thêm một cái trang bị kiểu bàn tay công lý nữa đi. Ok. Mày khỏe quá nhở, cho Jerry vào mà vẫn không quậy nổi luôn hả? Do con này mọi người này, con Zilean nó sẽ ăn cho quả CC ở đầu con Jerry phát là Jerry hết quậy luôn. Đấy, lại thêm quả choáng nữa, bá phết nhở. Lõi của mày cuối cùng là lõi gì đây? Quả trứng vàng kim cương đi. Kho thần tích à? Mấy cái này đi mọi người. Không biết liệu bán này ra nó sẽ ra cái gì mọi người nhở. À không ra gì cả mọi người. Mình tưởng bán này là ra hai cái mảnh đồ ánh sáng thì đúng ảo luôn. Sojin à? Hay làm con kiểu là một con Victor 3 Sojin mà hơi hở. Cộng cái thể là còn giáo Hilana nữa chắc bá lắm ha. Mà game này có vẻ anh em chơi chơi kiểu pháp sư hơi nhiều nên sẽ bắt Victor. Làm con gì hợp lý bây giờ ta? Làm gì hợp lý bây giờ mọi người ơi, mình vẫn chưa biết nên làm gì bây giờ này. Ui, hai quả trứng đó mọi người ơi, bá chưa? Cái link của mình giờ super spam kill luôn nhưng mà cái link mới 1 sao thôi, kể cả khả năng bắn của nó hơi yếu. Một bắn. Win được không? Liệu rằng có thể win được không? Và sẽ là win luôn. Bây giờ thì mình đang có chính là gì đây? Top 1 84 máu, 4 thần tượng, 3 thuật sư, 4 thuốc đồ và 2 vệ sĩ. Anh em có mấy cái lõi hơi xấu không ạ? Lõi không được đẹp lắm.
một cái trang bị ánh sáng là đá bác ánh sáng mọi người ơi. Vũ thủy à? Vũ thủy ánh sáng nghe có vẻ hơi phèn. Để được sự vũ thủy mình không thích chơi lắm ở mùa này lắm mọi người. Ở mùa này mình không thích chơi vũ thủy cho lắm nhá. Mùa này mình không thích chơi vũ thủy cho lắm. Nên mình sẽ gõ ra khắp nữa. Một cái quỷ thần thư Morono mọi người ạ. Galio. Cái trang bị này mà cho con nào hợp lý nhở? Galio cầm để nhảy một phát cũng khá ổn, 30 mana khởi đầu cơ mà. Nắp luôn đi. Quan trọng là game này mình có thể lên được một tiếng 5 bảng 3 sao hay không mọi người ơi. Không biết có thể lên được 5 bảng 3 sao hay không thôi. Ok bạn, Galo nhảy liên tục đi. Mình muốn làm quả Galo 3 sao mọi người. Galo 3 sao, 3 sao gym mọi người nhá. Nó sẽ nhảy liên tục luôn. Galo game này thì không ai chơi đúng không? Có mấy ông đang chơi thần tượng nhưng mà có vẻ như kiểu là không ai bắt lên level 9 để bắt từ Galo cả. Nhảy. Ui cái xa kìa. Ui đùi hoặc ký khỏe thế. Ui vãi luyện thật. Sao bây giờ ngoài binh chắc bỏ ngoài binh ra thôi. Jerry này, bắt luôn. Một đấm, đập nhảy luôn. Ây da. Bùm. Lên trời cao ngắm bầu trời luôn. Ra vàng đi, ra vàng, ra nhiều vàng vào, ra nhiều vàng vào. Vẫn chưa đủ, à đủ rồi, đủ rồi. Đỡ phải khóa mọi người nhá. Ok, đỡ phải khóa Jerry lại. Galio 3 sâu zin, nhảy liên tục. Lại thêm một giọt nước mắt đó mọi người ơi. Hiện tại là thêm một giọt nước mắt nữa rồi. Nước mắt đang khá nhiều nhưng mình cần BF cơ. Mình sẽ làm một trang bị có BF để mình có thể tháo tung đồ ra mọi người nhé. Có Galo luôn mọi người, bắt nhanh luôn nha. Bắt luôn, đây là Galo này, đồ này mình bán ra sẽ được kiếm súng này. Mình đang còn giữ một cái 500 mọi người. Nhưng mà mình sẽ chưa hút đồ ra vội để mình đợi Ron kiếm kiểu Galo 3 sao đã. Bởi vì bây giờ quỷ thư dành Galo khá là hợp lý. Khi mà nó nhảy một phát thì nó vẫn sẽ hủy diệt đối thủ, mà đốt cháy đối thủ thành phần được. Cái trang bị kiếm súng mình sẽ cho Miss Fortune cầm luôn. Okay.
À, sợ nhầm rồi. Ờ, cái bếp rồi, cái bếp rụng đâu rồi ta? Bếp của mình rụng đâu rồi ta? À rồi, lắp luôn mọi người nhá. Tính cho Mip cho Lucian vào mà lại nhấp nhầm đúng phim con Zilic vào mọi người. Lốc à? Bố là sao? Ông này thì xóm pháp sư Swen 3 sao Brand. Swen này gặp quỷ thư cũng tắt điện rồi. Lucian vào kích hoạt liên xạ đi. Giết 2 sao luôn rồi. Ngon quá. Nuốt nhả đi nhanh lên. Đúng rồi. Virus cocaine à? Nghe vậy, nghe tên khét vậy. Nghe tên đậm mùi ma túy mọi người ơi. Victor bây giờ thì mình đang có hay làm của Victor nhỉ? Nếu mà Victor thì nó sẽ hay hơn. Victor mà kiểu là cầm 3 sojin thì nó sẽ kẻ liên tục mọi người ạ. Nhưng mà ông Kuhi đang cầm Victor à? Pháp sư, cái này nhớ anh chơi pháp sư quá ha. Dây ke này, 2 dây ke luôn, một game này không đánh nhau. Bây giờ làm còn một Victor 3 sao thì hợp lý ta. Hay là mình có thể làm cho anh em xem quả Victor 2 sao cầm trang bị này thôi cũng hợp lý này. Galio này. Chết rồi. Cho đại này đi mọi người. Để mình có 500 ma thuật mà. Mình sẽ có thể rút ra được. Victor 2 sao anh em nhé. Kẻ. Kẻ tiếp. Khả năng dùng skill của Victor khá là cao. Kẻ. Cứ nói chung là kiểu là tầm mới đánh nhở. Đây là chiếc 3 sojin mọi người nhá. Ok, game này thì không nào lên được con tướng, đó chính là con Victor 3 sao rồi, điều đó điều không thể rồi. Chết rồi. Ốt đu. Nhanh. Ok, Victor 3 sojin mọi người nhá. Bây giờ lắp đồ thôi. Cái trang bị thật thư Moreno này thì mình sẽ cho con tướng Ok, kẻ. Kẻ. Mình còn giữ một deco nữa. Ông 20 máu là sao? 20 máu thì đang gặp với con Swen này thì bây giờ cũng hơi mệt đây này. Đi luôn, còn một người chơi cùng nữa chính là ông top 1, 20 máu, virus cocaine.
Ủa quỷ thư thần. Đấy rồi. Ok, kẻ nào Victor ơi. Kẻ. Ủa xổi, clear luôn. 603, chắc chết luôn rồi mọi người, end game rồi. Ây da, chưa chết à? Mình vẫn, nếu mà cơ hội để kiếm Victor 3 sao trong game này thì hơi khó. Bởi vì bây giờ mới có 3 con thôi mọi người ạ. Mà cái trang bị không ra nhiều nữa. Ngoại binh luôn này, nếu anh giữ lại ngoại binh thì bây giờ mình có 7 ngoại binh luôn rồi. Bây giờ thì mình sẽ lấy con Galio đi, để chủ yếu là lấy cái lượng vàng thôi. Trang bị thì không cần nữa. Ông này còn một tiết. Một tiết mà để có top 1 thì cũng đều là hơi khó. Victor này. Sau những pha Ron thì Victor vẫn chưa lên đủ 2 sao. Top 1 thì bây giờ thì để xem nào. Đội hình cũng chỉ đến thế này thôi. Có một trang bị ánh sáng đó chính là một cái trang bị quyền năng khủng thần của Swain. Ok, Victor 3 sâu zin người nhá. Victor 3 sâu zin cộng một cái trang bị sâu zin ánh sáng nữa, khá là gắt. Kẻ. Một đòn đánh này, hai đòn đánh. Vậy là tầm 2 đòn đánh rưỡi thì nó sẽ kẻ một lần. Theo xoẹt. Trời ơi, cũng khá là bá. Ông này có Swain tăng nhưng mà lại bị con Tamken mình nuốt mất rồi. Và end game. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau. Bye bye, tạm biệt.